Ấn Độ sẽ cho mỗi hộ gia đình một tài khoản ngân hàng, tin từ New Delhi. Ấn Độ đã phát động một dự án lớn dành một tài khoản ngân hàng cho mỗi hộ gia đình trong nước. Cố gắng hội nhập tài chính đầy tham vọng này nhắm mục đích là thu hút hàng triệu gia đình vào một nền kinh tế hiện đại và giảm thiểu sự lệ thuộc của họ vào những người chuyên cho vay tiền. Vài giờ trước khi Thủ tướng Narendra Modi chính thức phát động dự án tài sản nhân dân, còn được gọi là dự án Jan Dhan ở New Delhi, các ngân hàng đã đăng ký tài khoản mới cho khoảng 15 triệu người ở hàng ngàn trạm tổ chức khắp thủ đô. Ông Modi gọi đó là một cuộc vận động chống lại sự bất khả xâm phạm tài chánh. Ông Modi nêu thắc mắc làm thế nào Ấn Độ có thể thắng trong cuộc chiến chống nghèo khó nếu 40% người dân trong nước vẫn bị tách khỏi những dịch vụ ngân hàng. Ông nói ông phải thoát ra khỏi tình trạng bất khả xâm phạm tài chánh bằng cách là hòa nhập tất cả những người Ấn Độ vào hệ thống kinh tế. Thủ tướng Modi nói, điều trớ trêu là một người nghèo trả các mức lãi suất cao để mượn tiền của những người cho vay, trong khi người giàu có thể mượn tiền với lãi suất thấp hơn của ngân hàng. Theo chương trình này, thì mỗi người chủ tài khoản mới được cấp một thẻ rút tiền, được mức bồi thường bảo hiểm tai nạn là 1.600 Mỹ Kim và được phép rút khoản tiền quá mức là 80 Mỹ Kim. Chương trình khai phá này nhằm để đem lại các dịch vụ tài chánh đến với 70 triệu hộ gia đình không có tài khoản ở ngân hàng trước tháng Giêng năm tới. Bộ trưởng Thương mại Nirmala Sitharaman nói, sự kiện này sẽ làm thay đổi hẳn đời sống của nhiều người và rằng dự án Jan Dhan Yojana sẽ tác động đến đời sống của tất cả mọi người một cách xây dựng và toàn diện. Có nhiều lý do vì sao nhiều người Ấn Độ vẫn ở bên ngoài hệ thống ngân hàng. Nhiều người nghèo không có khả năng để trả 16 Mỹ Kim mà phần lớn các ngân hàng đòi hỏi là khoản ký thác tối thiểu. Hàng triệu người di trú đến các khu vực thành thị không có giấy tờ chứng minh cần thiết để mở tài khoản. Nhiều vùng lớn ở vùng nông thôn không có dịch vụ ngân hàng. Các kinh tế gia nói việc hội nhập tài chánh là điều quan trọng cho việc biến Ấn Độ thành một nền kinh tế hiện đại. Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu về Bình đẳng ở New Delhi, ông Hoshmander nói, tình trạng thiếu ngân hàng ở các vùng nông thôn đã là một vật cản lớn và có thể đề ra một trở ngại. Loan báo chương trình hội nhập tài chánh trong bài phát biểu nhân ngày lễ độc lập cách đây 2 tuần, Thủ tướng Modi đã xác nhận đó là một mục tiêu quan trọng của chính phủ ông.